Rồi, xin chào anh em nha. Hôm nay mình lại tiếp tục về được phục khu Chợ Lét nha anh em. Phục khu Chợ Lét hôm nay đang hút hàng nha anh em. Mình giờ được có 7 cặp rồi nha. Chứ mấy cặp phục tải đồ, phục trước, quay game với QS110, đĩa rồi các loại nha anh em. Chứ có giờ mấy cục sạc nha anh em, cục sạc da 110. Thì anh em nào cần thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha. Thì hàng này thì không cần cọc nha anh em. Nói chung hàng này hàng nhẹ thì không cần cọc nha anh em, ship code toàn quốc. Được kiểm tra hàng là máy thanh toán nha anh em. Cọc bên mình là chỉ có hàng nặng mới cọc thôi nha. Rồi bây giờ đến quay chi tiết cho anh em những món đồ hôm nay mình bán nha. Thì trước tiên á, mình bán cho anh em mấy cặp phục hàng tháo xe nè, của Phu Chợ Lét nè. Đó, cái này là mình mua tại hãng rồi người ta thay phục kiểu rồi người ta quấn lại cho mình gì nè nha anh em. Đó, đây mình có tháo ra một cặp cho anh em nè. Đây. Thì hàng này là mình bao cho anh em là đúng hàng zin 100% nha anh em. À, đúng hàng zin tháo xe nè. Đó, anh em giờ mấy trong cái ống phục nè có dấu tháo ra nha anh em, có dấu gắn là dấu tháo nè. Đó, phục này là phục zin Phu Chợ Lét nè. Phu Chợ Lét thì anh em dòm cái lò xo này nó dày nè nha. Đó, cái khoảng cách nè nó dày, còn QS 110 là nó thưa. Thì nói chung là dòm rất là đơn giản anh em. Đó, phục y như mới luôn. Giá thì bao rẻ cho anh em. Đó, y như mới nha anh em. Quá đẹp luôn. Bữa hổm là về khoảng mười mấy cặp mà không đủ bán nha anh em. Bây giờ về được có 7 cặp à. Đó, nói chung hàng zin thì anh em dòm sơ ra anh em biết rồi, không có khó phân biệt đâu nha anh em, rất là dễ. Đó, đồ zin nè. Đồ zin thì dòm nó lúc nào cũng sắc sảo hết nha anh em. Bao đẹp anh em nè, ti 10 ly nha. Ti 10 ly nè, ống là nói chung là cái này mình bao cho anh em là như mới luôn. Không có lỗi lầm gì luôn. Bao đẹp. Cây nào cặp nào như cặp nấy nha anh em. Tại vì trong hãng người ta lên phục kiểu á, rồi người ta tháo ra người ta mới bán cho mình nè. Người ta là mấy cái xe mà người ta độ sẵn anh em phục nai phục kiểu đâu á, người ta dư ra người ta tháo ra cho mình, bởi vì mới có giá tốt nha. Chứ anh em giờ mua cái cặp này là tầm khoảng 800-900 ngàn, chứ không rẻ đâu nha anh em. Đó, anh em mua mới thì cũng y như vậy thôi, nhưng mà nó 800-900 thì thay vì anh em mua cái cặp này về nó có 600 ngàn thôi nha anh em. Đó, mình bán cho anh em cái cặp này là 600 ngàn, tiền ship 30 ngàn nha anh em. 600 ngàn một cặp, tiền ship 30 ngàn nha. Anh em nào mua thì cứ việc alo cho mình nha. Thì cái này mình về được có 7 cặp hàng nha anh em. Đợt này có 7 cặp à. Trong hãng người ta tháo có 7 cặp à. Rồi bây giờ tới cục đồ tháo xe nữa nha anh em. Đồ tháo xe lúc nào cũng phải rẻ nha anh em. Rẻ gần nửa giá nè. Đó, cục sạc nè. Cục sạc da. Thì xài cho Sigurd, Novo, Ad đồ xài chung được hết nha anh em. Bình xăng là xài chung được hết nha. Đó, AD135, AD2010, 206, 207 thì xài chung được hết. Thì cái cục sạc này á là hàng zin, tháo xe như mới, chưa chạy nha anh em. Thì cái cục sạc này mình bán cho anh em với giá là 200 ngàn một cục nha. Đây, mình có dán cái tem bảo hành của mình lên đây nè nha anh em. Đó, cái nào mình cũng có dán hết nha. Đó, để thôi nó lộn nha anh em. Tại vì mình bán là máy này mình có bảo hành nha. Thì bao cho anh em là sống đàng hoàng nha. Tại vì đồ tháo xe này á, thì đồ zin này mới như vậy thì bao cho anh em là không bao giờ bị trở ngại gì nha. Đó, cục sạc này bán cho anh em với giá là 200 ngàn. Đợt này về nó có 11, 12 cục rồi nha anh em. Tại vì người ta tháo được có 12, 13 cục à, thì mình lấy hết luôn. Nó không có số lượng. Đó, thì 130 ngàn một cục nha anh em. Nè anh em thấy không, có dấu tháo nè, thấy không. Đó, còn hàng zin, hàng ấy là nó không bao giờ có dấu này đâu nha anh em. Đó, giá thì có tốt, 200 ngàn một cục. Thì anh em nào lấy từ 5 cục trở lên có giá tốt nha nè. 5 cục trở lên có giá tốt. Rồi tới cặp phục Phu Chợ. Phu Chợ 1 nè. Như mới luôn nha nè. Cục này là đẹp như mới nè. Đó, quá đẹp luôn. Ốc tán từ trên dưới nè, bao ok cho anh em hết. Đó. Cặp phục Phu Chợ 1 này thì mình bán cho anh em có giá là 450 ngàn nha. 450 ngàn cặp phục Phu Chợ 1 là bao anh em là như mới nha, chưa phục hồi, chưa tháo ra gì hết nha. Bao là đúng zin nha anh em. KFNL rồi nha. Đó, KFNL là cái mã của nó. Còn chữ G là phân biệt trái phải nha anh em. Đó. Mà phục Phu Chợ 1 này thì không có phân biệt trái phải, nó chỉ một chiều là mình xài chung ok nha. Rồi, 450 ngàn. Rồi tới các cặp phục VA. Cặp phục VA zin nha anh em. Thì nó có cái lon gì sẵn nè. Đó. Có lon có sẵn, bao anh em nhún nhỉ ok nha. Thì phục này bán cho anh em có giá là 200 ngàn luôn đi. Bữa hổm bán 300 không mua, 250 cũng không mua, giờ bán 200 ngàn. Cho anh em nào có cần mua thì mua nha.
bao cho anh em là nhúng nhẽ ok, phục zin nha anh em, à phục zin nha chứ không phục luôn ha. Tại người ta gắn cái vỏ này vô, có anh kia anh bữa mình tăng 300.000 lên, anh kêu tháo cái vỏ này ra bán ảnh 300.000, ý là tháo ra coi còn đẹp là anh mua 300.000, mà mình không có thời gian mình tháo nha anh em, thì mình bán đại cho anh em đây là 200.000 nè, tiền ship thì 30-35.000 nha anh em. Rồi tới cặp phục tải đồ, cặp phục tải đồ này thì tải là 200kg nha anh em, cặp tải đồ tải 200kg thì mình bán cho anh em có giá là 260.000 một cặp là bao ship nha anh em. Cái này là gắn cho quay game nha anh em, cặp tải đồ này xài cho quay game đó, mình xài cho quay game nha anh em, tất cả các dòng Honda xe Trung Quốc là xài chung. Rồi tới mấy cặp phục Sigurd tháo xe, đây phục Sigurd hàng tháo xe như mới nha anh em, phục đùm nha, đây toàn bộ là zin hết nha, y như mới luôn nha anh em, chưa có phục hồi chưa xì gì hết nha, bao cho anh em là hàng tháo xe chưa lăn bánh luôn. Dạ tới 2 tháng anh. Rồi cặp phục Sigurd này mình bán cho anh em với giá là 400.000 một cặp nha, tiền ship 35.000 nha anh em, 400.000 một cặp như mới luôn, chỉ có đùm thôi nha anh em, không có đĩa nha, phục này là chỉ có phục đùm thôi, không có phục đĩa, tại vì từ phục đùm người ta lên đĩa bởi vì nó mới dư ra, bởi vì nó không có phục đùm nha anh em. Thì cái này mình bán cho anh em 400.000 một cặp, tiền ship 35.000 35.000. Rồi tới cặp phục WS110 hàng cũ nha anh em, hàng cũ tháo xe WS110 quay phim pha 100 đời 2014-15 là xài chung. Thì cặp phục này thì bao anh em nhúng nhảy ok, nhưng mà cái nó chấp sơn nè, nó chấp sơn thì bán cho anh em với giá là 400.000 zin nha, toàn bộ là zin hết nha, ti zin phục zin ống zin hết 400.000 nha anh em. Rồi tới hai cặp phục đẻ của thằng Funeo GS là xài chung, Funeo GS là nó xài heo hai bít tông, nó xài cho heo hai bít tông là nó xài chung hết nha anh em. Thì cặp này thì có sơn lại rồi, nhúng nhảy ok, ti đẹp đó, ti zin đẹp nha anh em, bao anh em là nhúng nhảy ok hết. Đây 19 nè, ca tên là của thằng GS nha anh em, đời này của GS nha, Funeo là cái mã khác nhưng mà mình xài chung vẫn được luôn nha, Funeo GS là nó xài chung một phục nha anh em, nhưng mà cái mã nó khác nhau thôi. Thì mình bán cho anh em với giá là cặp phục sơn rồi, thì này mình bán cho anh em 500.000 nha, 500.000 một cặp. Rồi còn cái cặp này là chưa sơn, chưa sơn thì ti bọng đồ cũng ok hết, đẹp, bao anh em là nhúng nhảy ok, không bị sọc ti, không xì nhớt gì hết nha. Đây cái này cũng KTL nè, thì cái cặp này mình bán cho anh em với giá là 450.000, 450.000 một cặp nha anh em. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha nè, nam nào có mua thì cứ việc alo trực tiếp cho mình nha, số điện thoại mình có để trên phần video clip đó nha nam. Thì máy đồ nhẹ này thì ship có toàn quốc, được kiểm tra hàng mới thanh toán nha nam. Rồi cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình nha.